Ui dồi, quá là đẹp con sim này. Anh Minh định giá giúp em số sim 03 tứ quý 6, tứ quý 9. Quá đẹp, quá là đẹp. Số sim này xét tới yếu tố của sim số đẹp thì gọi là gì? Tứ quý kép. Trong đó 6 và 9 là hai bộ số mà có thể nói là cực kỳ đẳng cấp, vì 6 là lộc, 9 là trường cửu, tức là gì? Có tiền và có quyền. Đấy. Quyền uy sức mạnh. Khi kết hợp tiền và quyền với nhau thì anh em phải hiểu là nó hay như thế nào, đúng không? Thế thì về yếu tố sim số đẹp là như thế. Còn về yếu tố gọi là tiếp theo, yếu tố gọi là độ đẳng cấp cả thị trường này, lượng sim mà tứ quý kép không nhiều, rất ít thôi. Đấy. Và độ hiếm, đấy, độ đẳng cấp cộng với độ hiếm, nó là gì? Cái gì đã đẹp mà lại còn hiếm thì nó càng nâng giá trị. Thế nên anh đánh giá số này giá trị cực kỳ là cao, hơn rất nhiều các dòng số tứ quý 9 đầu 03 thông thường. Số này nhá, tứ quý 9 đầu 03 thông thường sẽ rơi vào tầm khoảng độ từ 60 cho đến khoảng độ 100, hơn 100. Nhưng số này thì phải trị giá nhẹ nhất 450 đến 500 triệu, có thể cao hơn. Và những người mà sở hữu dòng sim tứ quý kép này gần như ít khi họ bán ra, mua rất là khó. Anh em nào mà cùng quan điểm với mình hoặc là khác quan điểm với mình thì comment ở đây, anh em mình cùng nhau chia sẻ kiến thức anh em nhé.